Trong bối cảnh xã hội rối ren của thời kỳ cuối thời Đông Hán, Tào Tháo đã có công lớn nhất ở Bắc Trung Quốc, góp phần khôi phục lại.
sản xuất, xã hội có xu thế ổn định hơn, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Những sản vật được phát hiện ra dưới lăng mộ của Tào Tháo đã phản ánh quan điểm về trị nước bình thiên hạ như thế nào. Trên bức tranh đá thu hồi lại được từ tay nhóm trộm hộ có hình ảnh của người hầu, có ngựa, có xe, có cầu. Nội dung được khắc họa trên bức tranh đá được chia làm 3 phần, mỗi phần kể một câu chuyện cụ thể. Phần trên cùng của bức tranh đá khắc họa chữ Thủ Dương Sơn. Nội dung của tranh vẽ kể về câu chuyện của hai đứa trẻ, con của cô Trúc Vân là Bá Di và Thúc Đề, một mình nhau như vị hoàng đế. Do không những chịu được lực nỗi đau mất nước, đã trốn chạy với Thủ Dương Sơn. Phần giữa của bức tranh đá khắc họa câu chuyện về Khởi Lương, một thầy thuốc nước Tề trung thành với quốc gia thời kỳ Xuân Thu. Vua nước Tề bị thương trong khi tham chiến với Cửu Quốc. Trên đường rút quân về, Khởi Lương tình cờ gặp mặt quốc vương Cửu Quốc. Quốc vương Cửu Quốc đã đưa cho ông biết nhiều vàng, hy vọng rằng ông sẽ cứu mạng cho Cửu Quốc. Tuy nhiên Khởi Lương từ chối, sau đó Khởi Lương đã hy sinh trong một trận chiến với Cửu Quốc. Nội dung của hai câu chuyện này nói lên điều gì? Cả hai câu chuyện đều chứng minh một điều rằng quan điểm của nhà Nho về chữ Trung rất phổ biến ở thời Đông Hán. Trung ở đây chính là trung thành với đất nước. Bá Dị và Thúc Tề chính là trung thành với đất nước mà chịu chết đói. Phần cuối cùng của bức tranh đá kể về câu chuyện của bảy vị nguyễn nữ báo thù thay cha. Các nữ báo thù là câu chuyện chân thực kể từ ân oán giữa quan và dân thời Đông Hán. Câu chuyện thất nữ báo thù sau đó đã lưu hành rộng rãi trong thời Đông Hán. Dưới cái lăng mộ thời Đông Hán của Hoang Cơ thuộc Nội Mông hay ở An Di, Sơn Đông cũng xuất hiện những bức tranh đá cùng chung đề tài giống như vậy. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng bức tranh đá được phát hiện trên mộ Tào Tháo ngoài thể hiện những quan điểm của văn hóa nhà Nho về Trung và Hiếu còn có dụng ý chỉ trị tội ác của quan thượng tôn thời đó. Một khối lượng lớn những mảnh vỡ của tranh đá được hiện ra trên mộ Tào Tháo. Nội dung của tranh rất phong phú, bao gồm các hoạt động sản xuất, câu chuyện lịch sử, các hoạt động văn hóa văn nghệ, chuyển động của xe cộ. Những khắc họa hết sức tỉ mỉ, có phong cách lãng mạn bay lộng của thời Đông Hán. Đội khảo cổ bắt đầu công việc lắp ghép các mảnh vỡ tranh đá. Sau khi đã khôi phục hoàn chỉnh bức tranh đá như ban đầu, thì một thông tin lịch sử đã được bật mí từ những hình ảnh được khắc họa trong tranh. Mảnh vỡ của bức tranh đá này khắc họa hình ảnh con rồng. Thời Hán chỉ có mộ của vương hầu Nhất Tất mới có thể có được bức tranh khắc họa hình ảnh rồng. Từ bức họa tiền ngũ thù trong tiền thất của mộ Tào Tháo. Đội khảo cổ khai quật được 3 đường tiền ngũ thù. Điều này cung cấp thêm chứng cứ để đoán định về niên đại của lăng mộ. Thêm một chứng cứ nữa chính là sự xuất hiện của sản vật mang tính điển hình, đó là tiền ngũ thù. Tuy nhiên, tiền ngũ thù của thời Đông Hán và Tây Hán vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt chính là đất viết của hai chữ ngũ và thù. Từ cấu tạo của một chữ viết, từ sự khác biệt về thể tích của đồng tiền, chúng ta có thể nhận thấy đây chính là tập trung của nhà thời Đông Hán. Trong những bức tranh đá có rất nhiều phần khắc họa về hình ảnh ngựa, bởi vì thời đại lúc bấy giờ đã có một chút quan trọng trong cuộc sống và xã hội. Bức tranh đá được khai quật dưới lăng mộ của Tào Tháo khiến cho con người thời hiện đại có thể tiếp cận một cách rõ ràng hơn về cuộc sống thực tế lúc bấy giờ của Tào Tháo. Trong hành lang giữa tiền thất và hậu thất, thành viên trong nhóm khảo cổ đã khai quật được khối lượng lớn đồ gốm sứ. Những đồ gốm sứ này có bề mặt thô ráp, phần lớn đều là những vật dụng được sử dụng hàng ngày, có những nét đặc trưng điển hình thời Đông Hán. Đây là bếp lò được sử dụng phổ biến thời Đông Hán, vận dụng phương thức mô phỏng những vật dụng đồ đồng. Từ thời Lưỡng Hán đến thời Nguyễn Tần, sự biến đổi lớn nhất của những vật dụng chôn cất theo người mất chính là những đồ vật được làm mô phỏng theo vật dụng bằng đồng đã được lưu hành rộng rãi. Kể chiếc lư, hình chiếc ngồi thời đó, sẽ có ba chân, xuyên hình móng chân của động vật, tai hình chiếc phẩm. Từ những vật được chôn cất như người mất trên lăng mộ của Tào Tháo, có thể nhận thấy một sự đối lập rất rõ ràng. Đó chính là đối với tập đất thực như thời đó, đã bắt đầu sử dụng những vật phẩm đồ gốm màu để chôn cất cùng người mất. Đồ gốm sứ được khai quật từ mộ Tào Tháo, đều là những đồ gốm thô sơ, kích thước
nhỏ bé, rất đơn giản. Mình chết đấy. Tào Thực đã viết trong tập ngữ văn như sau: Tào Tháo thực hiện nghiêm khắc việc giản tiện hóa thủ tục mai táng. Những đồ vật chôn cất dưới mất hết sức đơn giản mà chủ yếu là đồ gốm. Những sản vật được khai quật dưới lăng mộ Tào Tháo rất khớp với những ghi chép trong lịch sử. Dưới mộ của Tào Tháo khai quật được 3 chiếc bích gốm, cùng có những hình dáng khác nhau. Rõ ràng, 3 chiếc bích tương ứng như 3 biểu tượng ngôi mộ. Chuyên gia khảo cổ phát hiện ra rằng, bích gốm được khai quật dưới mộ Tào Tháo thì được trang bị tiết kiệm năng lượng. Bích tiêu hao lửa của loại bích này có tác dụng rất tốt cho việc tiết kiệm năng lượng. Đây chính là hình dáng hai kiềng đặt nối liền nhau của bích gốm này. Tác dụng giữ nhiệt của bích rất tốt. Phía sau bức tường nhỏ chắn lửa của bếp có một tấm khói. Phía trên ống khói có một chiếc nắp đậy hờ. Vì vậy, có thể hạn chế được sự lan tỏa khói trong phòng. Đây là hình tượng chiếc giếng được làm bằng gốm. Có thể hình dung ra hình dáng của chiếc giếng trước khi bị vỡ. Bên này còn có một chân nữa. Phía trên hơi cong cong. Từ hình dáng của chiếc giếng này, có thể thấy đời sống của người xưa cũng rất cầu kỳ. Đào giếng thì phía trên phải xây được mái đình nhỏ, có tác dụng bảo vệ. Chúng ta có thể thấy mái tre giống như mái đình. Mái đình nhỏ này không chỉ có tác dụng che chắn cho người lớn nhất ở giếng, mà còn có tác dụng bảo vệ giếng, không để nước mưa rơi xuống giếng. Vì nếu để nước mưa rơi xuống giếng, sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Chính vì vậy, họ xây dựng một hành lang bao quanh khá cao để bảo vệ. Sau đó phía trên xây dựng một mái tre để tránh nước mưa. Nguồn nước này rất sạch và trong lành. Từ những sản vật đồ gốm được khai quật trên mộ Tào Tháo, phản ánh đời sống chân thực thời đó, có thể thấy thời Hán có một thời kỳ dài rất phồn thịnh. Mặc dù thời kỳ cuối Đông Hán, xã hội bất ổn, kinh tế ảm đạm. Tuy nhiên, ta vẫn nhận thấy rõ rằng con người luôn thay đổi cuộc sống an nhàn tư thái. Lăng mộ Tào Tháo là một phía tây thôn Tây Cao Huyện, trở nên hết sức lạ lẫm đối với người dân thôn Tây Cao Huyện. Trước đó một năm, người dân nơi đây vẫn cày cấy trên mảnh ruộng này. Mộ đạo của lăng mộ Tào Tháo dài 40 mét, khu vực tháp xếp xuất hiện rất rõ như là nội thất. Nghe mẹ. Để đi làm đây. Đi làm rồi. Ông đến đây rồi. Dạ. Thank you.
Thank you.
Mà trong cái cuốn hồ sơ á, mà được như vậy á, được đóng dấu á, là ông sẽ thử còn thành dụng không đâu nó lâu. Mày lấy đồng lên, mày lặng đâu, mày lấy cái hồ sơ chính thức đó xem không? À, phải rồi. Thank you.